Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, 17 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay đang diễn ra phiên chất vấn các thành viên chính phủ của các đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước. Thực sự có quá nhiều vấn đề của cả nước đã được nêu ra mà trách nhiệm của các vị đứng đầu các bộ ngành không thể tránh né, buộc phải trả lời và giải trình. Một vấn đề và dư luận báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Ở diễn đàn Quốc hội lần này, chất lượng câu hỏi của các đại biểu và câu trả lời của các vị bộ trưởng đã nâng lên một bước theo cách đáng lạc quan. Nói chung người hỏi thì có sự hiểu biết về việc mình hỏi, người trả lời đúng và đúng vào câu hỏi, trả lời cụ thể chứ bớt vòng vo đi rất nhiều so với trước. Hầu hết các vị bộ trưởng đều nắm rất chắc những vấn đề trong ngành nghề mình quản lý. Tuy nhiên theo nhận định của bài báo, vẫn còn một số đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi mà nội dung câu hỏi lại thể hiện người hỏi nắm sơ lược, không biết rõ vấn đề mình hỏi. Biến tướng của hình thức bán hàng đa cấp thời gian qua đã gây ra rất nhiều bức xúc trong dư luận. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã vào cuộc quyết liệt xử lý nặng các doanh nghiệp vi phạm nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của những người bán hàng đa cấp chân chính. Đề cập nội dung này, báo Tin tức cho biết. Từ đầu năm 2016 đến nay, tại các địa phương, 38 trên 57 Sở Công Thương đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Đã có 37 Sở Công Thương ra quyết định xử phạt 21 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với 65 vi phạm, với số tiền phạt là gần 4 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để siết chặt quản lý bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương sẽ xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để trình chính phủ ban hành vào khoảng đầu năm 2017. Với nhan đề sớm chấn chỉnh tình trạng trường đạt chuẩn quốc gia, trên báo Nhân dân cho biết, thời gian qua để nâng cao chất lượng giáo dục, nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư các trường mầm non và phổ thông theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, việc đầu tư tại nhiều nơi còn manh mún, chắp vá, nhiều trường mặc dù được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhưng thực tế là chưa bảo đảm theo quy định. Một trong những nguyên nhân khiến trường chuẩn quốc gia còn trên giấy chính là do việc công nhận chuẩn còn dễ dãi, lấy số lượng để tính thành tích, mặc dù trường được công nhận chưa đạt chuẩn. Theo các chuyên gia giáo dục, khi chưa đủ điều kiện thì các địa phương cần thực hiện nghiêm túc quy định, không công nhận kiểu xé rào. Nếu cứ dễ dãi công nhận để lấy số lượng báo cáo thành tích mà không đi vào thực chất, sẽ khó có thể nâng cao chất lượng giáo dục. Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao khi truyền thông đưa tin một số tiểu thương tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vì hám lợi đã mổ thịt lợn chết rồi bán dưới cái mác là đặc sản lợn mán. Theo phản ánh trên báo Vĩnh Phúc, ngay sau khi nhận được thông tin này, các cơ quan ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc và có những xử lý nghiêm, kiên quyết và triệt để nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và du khách. Địa phương đã tiến hành rà soát lại toàn bộ những cơ sở kinh doanh giết mổ trên địa bàn, chỉ cấp giấy phép hoạt động cho những cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị cá nhân vi phạm, kiên quyết không để con sâu làm rầu nồi canh, tạo niềm tin cho nhân dân và du khách thập phương khi đến với Vĩnh Phúc. Hàn Quốc trước nguy cơ rơi vào bế tắc chính trị là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay. Bài báo cho biết, Hàn Quốc đang đứng trước bờ vực của tình trạng bế tắc chính trị nghiêm trọng do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân tín lâu năm Choi Chun-sin của Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye. Được biết, các công tố viên nhà nước của Hàn Quốc ngày 16 tháng 11 tuyên bố cần phải mở một cuộc thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye về vai trò của bà trong vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Chun-sin ngay trong tuần này. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của bà Park Geun-hye là ông Du Dong-ha đã đề nghị hoãn cuộc thẩm vấn nhà lãnh đạo của Hàn Quốc với lý do ông cần thêm thời gian để rà soát lại vụ việc và có những bước chuẩn bị cần thiết. Ông Du Dong-ha cũng khẳng định rằng Tổng thống Park Geun-hye sẵn sàng chấp nhận điều tra. Với nhân đề liệu ông Donald Trump có bổ nhiệm con rể vào nội các, báo Giao thông cho biết, những phát ngôn úp mở của Tổng thống đắc cử Donald Trump và con rể khiến dư luận đồn thổi tân Tổng thống Mỹ có thể bổ nhiệm con rể trưởng vào một chức vụ trong Nhà Trắng dù đi ngược với hiến pháp của Mỹ. Những đồn đoán trên khiến dư luận lo ngại ông Trump sẽ điều hành đất nước theo mô hình gia đình trị. Nếu bổ nhiệm con rể vào nội các, ông Trump sẽ vi phạm luật chống gia đình trị của liên bang được thông qua năm 1967. Phản ứng trước đồn đoán trên, các cố vấn của ông Trump cho biết đội chuyển giao quyền lực được thành lập tạm thời. Việc ông Kushner, con rể ông Trump, là thành viên của ủy ban không nằm trong phạm vi luật chống gia đình trị. Đồng thời, các cố vấn khẳng định các con của ông Trump có thể tiếp tục cố vấn cho cha ở một vị trí không chính thức và không nhận lương. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.
Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.